trở lại với chương trình Đấu Giá May Mắn. Thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình Đấu Giá May Mắn đang ngày càng nhận được rất nhiều tình cảm của tất cả quý vị. Và chúng tôi vẫn mong rằng là cứ mỗi ngày sẽ có thêm rất nhiều những khán giả gửi tin về cho chương trình và có cơ hội sở hữu giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng của chương trình Đấu Giá May Mắn. Chỉ với 3 triệu đồng mà thôi mà các bạn đã có cơ hội sở hữu được rất nhiều giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng trăm triệu đồng. Cách thức tham gia thì lại vô cùng đơn giản. Quý vị hãy nhớ là chúng ta chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp DGMM khoảng cách X, khoảng cách Y gửi về tổng đài 7339. Trong đó thì X là mã sản phẩm nè, còn Y là giá tiền mà quý vị muốn tham gia đấu giá. Kiểm tra một lần thật kỹ càng và gửi ngay về tổng đài 7339. Bây giờ thì chúng tôi sẽ một lần nữa hệ thống lại cơ cấu giải thưởng của chương trình. Mỗi ngày là những giải thưởng trị giá lên đến 5 triệu đồng, còn mỗi tuần là những giải thưởng trị giá lên đến 10 triệu đồng. Còn cứ mỗi tháng thì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc xe gắn máy trị giá lên đến là 40 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó đâu, tại vì mỗi quý mình sẽ có một chiếc xe hơi 300 triệu đồng. Còn một căn nhà trong mơ, đó là giải thưởng của 6 tháng trị giá là 600 triệu đồng. Ngoài những giải thưởng chính thì còn rất rất nhiều giải thưởng phụ khác và những thẻ cao trị giá lên đến 100.000 đồng cho quý vị khán giả được lựa chọn ngẫu nhiên rồi đó nha. Tham gia giải thưởng ngày thì rất là đơn giản rồi, nhưng mà còn tuần, tháng, quý với 6 tháng thì tham gia như thế nào Minh Ngọc? Đó là quý vị không bao giờ được quên nha, cách tính điểm của chương trình Đấu Giá May Mắn. Giải thưởng tuần tối thiểu 5 điểm, giải thưởng tháng tối thiểu 35 điểm, giải thưởng quý tối thiểu 105 điểm, giải thưởng 6 tháng tối thiểu 175 điểm, mỗi tin nhắn hợp lệ được tính 1 điểm. Câu hỏi mà quý vị đang thắc mắc lúc này đó là tin nhắn hợp lệ là tin nhắn như thế nào? Hãy nhớ nha quý vị, phải đáp ứng đủ hai tiêu chí của chúng tôi, thấp nhất và ít trùng lặp nhất. Bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta đã có cơ cấu giải thưởng nè, cách chơi cũng vô cùng đơn giản. Ngay bây giờ, Minh Ngọc sẽ tặng cho quý vị một ca khúc Ngọn Lửa Hồng Bùng Trong Ta, la la la, Ngọn Lửa Hồng Sáng Rực Rỡ, la la la. Ủa bình thường nghe nói là con người ta có 11, 2, 3, 4, 5, 15 phút điên mà sao nãy giờ hơi bị lâu rồi đó. Bởi vì á, bài hát này liên quan tới sản phẩm hôm nay. Tại sao lại liên quan tới sản phẩm ngày hôm nay? Sản phẩm hôm nay có gì liên quan tới bài hát này hả? Lửa là liên quan tới cái gì? À, lò sưởi đúng không? À, gần hơn, thiết thực hơn đi. Ủa, lửa là gì ta? Đó chính là bếp ga. Ngày hôm nay hãy cùng khám phá sản phẩm của chúng ta quý vị nha. Chúng ta đó là chiếc bếp ga âm Sennheiser SHB trị giá 3.290.000 đồng. Đây là một sản phẩm cũng như là một món quà rất là thiết thực tại mỗi gia đình luôn đúng không nào? Bởi vì ai cũng có nhu cầu nấu ăn mỗi ngày mà, cho nên là quý vị chỉ cần bỏ ra tin nhắn 3.000 đồng thôi. Minh Ngọc chúc cho quý vị sẽ là những khán giả may mắn tiếp theo sở hữu giải thưởng này. Còn Hồng Loan, hỏi thiệt nè, nhìn thì cũng thấy nữ tính rồi đó, biết nấu ăn không? Trời ơi sao không biết được anh, mẹ em dạy là con gái là phải biết nấu ăn nè, sau này lấy chồng sẽ nấu cơm cho chồng con ăn nữa đó. Thì nhìn là thấy công dung công hạnh cũng tạm tin rồi đó, nhưng mà nấu đồ ăn nhiều món như vậy rồi có ngon không hay là ai ăn cũng được hay sao? Nè, đừng có nói vậy nha, em nấu được rất là nhiều món luôn, còn ăn ngon hay không thì hên xui đó. Cái quan trọng là cái hên xui đó em, tại vì anh nghĩ là suy cho cùng đi nữa thì mình nói thì mình làm được rồi đó, nhưng mà quan trọng là mình làm nó tới đâu hay thôi. Nhưng mà quan trọng là hôm nay anh thấy là sản phẩm này nó rất là phù hợp với Loan đúng không? Đúng rồi, em là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh rồi đúng không Minh Ngọc? Vậy bây giờ trước khi đến với những tính năng của sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua một số tin tức nóng bỏng tay nha quý vị. Các bạn ơi, hôm nay để thay đổi không khí, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch một vòng Nhật Bản để biết thêm về đất nước mặt trời mọc này nhé. Đầu tiên là quần thể công viên Kairakuen, Nhật Bản, nằm ở thành phố Mito, tỉnh Ibaraki. Đây là một công trình văn hóa lâu đời khi được xây dựng vào năm 1842. Kairakuen nổi tiếng nhờ khu vườn chính rộng 13 hecta được phủ kín bởi 100 chủng loài hoa. Hãy thử tưởng tượng nha, nếu như lạc vào đây thì đúng là chốn bồng lai tiên cảnh rồi. Hình ảnh hoa mơ nở sắc trắng hồng nhẹ nhàng trong thời tiết đầu xuân luôn là điểm hấp dẫn số lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Điều đặc biệt là bốn mùa tại Kairakuen luôn là một nét đẹp rất riêng, rất Nhật. Chắc đợt này phải nhịn ăn nhịn uống dành tiền đi du lịch thôi nào. Cảnh đẹp thơ mộng hữu tình thì cũng đã xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo một vòng lễ hội truyền thống lâu đời nhất nhé. Đó chính là lễ hội truyền thống Yoshida của người dân Nhật Bản. Nói về ý nghĩa của lễ hội này chính là cầu xin thần linh phù hộ cho mùa vụ năm sau lại thuận lợi, thành công. Đến với lễ hội, du khách sẽ có dịp tham gia các hoạt động rước kiệu rực rỡ màu sắc trong giai điệu nhạc nước truyền thống,
Người dân nơi đây sẽ khoác lên mình những trang phục độc đáo, rồi nhảy múa, ca hát rộn ràng. Điều đặc biệt trong lễ hội phải kể đến đó là điệu con cáo. Một số người nhảy sẽ mang lên mình chiếc mặt nạ mô phỏng theo mặt cáo. Vì người dân Nhật tin rằng, cáo là một biểu tượng linh thiêng và gần gũi nhất với thần linh. Lễ hội diễn ra hàng năm này chắc chắn sẽ khiến du khách có được những trải nghiệm thú vị về nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Tin nóng về đây, tin nóng về đây. Mọi người ơi, tin nóng về đây. Nóng không? Nóng. Thôi để nghe luôn đi. Trời ơi. Để dành để mình cất hết hay không? Cái phần nào quan trọng cái mình buông ra, như vậy nó mới bất ngờ. Nhưng không phải, ý của em mới là công bố mã sản phẩm đó. Mã sản phẩm mình có rồi, bây giờ phải công bố với quý khán giả biết chứ. Trời, đã có Loan tại sao còn có thêm Ngọc nữa không biết. Cái công việc nặng nhọc đây để anh làm, anh sẽ công bố mã sản phẩm cho quý vị biết. Bếp ga Shenhao âm SHB ngày hôm nay, đó chính là mã sản phẩm quý vị đang quan tâm đúng không nào? Chính là SH1. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ phiên đấu giá ngày hôm nay, 3, 2, 1, bắt đầu. Lưu ý là mức giá tối thiểu cho mỗi tin nhắn là 100.000 đồng và không được vượt quá giá trị sản phẩm nha quý vị. Ngày hôm nay thì cú pháp tin nhắn của chúng ta sẽ là DGMM khoảng cách SH1 khoảng cách Y gửi về tổng đài 7339. Còn bây giờ thì Hồng Lan sẽ dẫn Minh Ngọc cũng như quý vị khán giả lướt một vòng xem tin tức gì nóng hổi nữa nha. Ai là fan bóng đá thì bơi vào đây nào. Có lẽ là cái tên Công Phượng đã là một cái tên quá quen thuộc với những ai yêu thích bóng đá Việt Nam. Sau khi ghi được rất nhiều thành tích cho đội tuyển Việt Nam, thì vào năm 2016 vừa rồi, Công Phượng đã chính thức sang thi đấu cho một đội bóng của Nhật Bản. Khi mà vừa qua, người hâm mộ đã có dịp theo dõi chân sút ra sân thi đấu hết mình trong trận đấu với đội Yokohama. Ngoài ra, hiện nay anh vẫn còn là đại sứ cho tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Với cương vị mới này, Công Phượng đã thể hiện rất tốt vai trò của mình, giúp gắn chặt mối liên kết và tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Một Công Phượng không chỉ là cái đầu lạnh trên sân cỏ, mà còn là một trái tim nóng với đời thường. Còn người hâm mộ thì luôn mong muốn vào một ngày không xa sẽ được thấy hình ảnh của anh sát cánh thi đấu tại đội tuyển Việt Nam. Từng nghe, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Ai đã vu oan anh mà sao anh phải chứng tỏ mình như vậy? Ý của anh muốn nói là sao? Bếp của chúng ta có kiềng bếp 5 chân vững chãi như vậy á, tha hồ mà nấu ăn. Bình thường anh biết gì không Minh Ngọc, ở nhà em mà xài bếp ga là em sợ nhất là cái vụ mà rò rỉ ga chứ cháy nổ luôn đó anh. Như vậy thì Hồng Loan phải yên tâm rồi, bởi vì với chiếc bếp ngày hôm nay á thì có hệ thống ngắt ga an toàn, ngắt ga tự động luôn nha. Khi mà có những cái trường hợp như là bị rò rỉ nè, hoặc nấu quá lâu thì chắc chắn là chiếc bếp của chúng ta sẽ ngắt đi và quý vị chỉ an tâm nấu nướng mà thôi. Bên cạnh đó thêm một chức năng mà Minh Ngọc rất quan tâm, đó là cái hệ thống tia lửa điện hoạt động một cách rất là hiện đại luôn, với tia lửa điện IC. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mình bật bếp lên, không có phải khó khăn như trước đây. Hơn thế nữa là nhờ vào cái pin đại 1.5V á, sau khi mình sử dụng trong một thời gian dài rồi, dễ dàng mở bếp bên dưới ra và thay pin. Như vậy là xong đúng không nào? Chỉ cần tiếp tục mua thức ăn về, nấu ăn nữa thì xong ha, đúng không Lan? Đúng rồi, bên Ngọc nói quá trời quá đất cũng không thể nào hết được cái tính năng của sản phẩm này. Nên bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao một chút xíu với một clip kỹ xảo cực kỳ dễ thương ngay sau đây nha. Wow, sau khi mà theo dõi đoạn video clip vừa rồi thì Minh Ngọc thấy hai bố con đang chơi trong công viên mà giống như là đóng phim Hollywood vậy đó Hồng Loan. Bây giờ mình sẽ quay lại chương trình chính nè. Khi mà chúng ta nấu ăn, ngoài việc mà nấu ăn ngon ra thì cũng phải tiết kiệm nữa đúng không nào? Hồng Loan nè, hãy trả lời cho quý vị khán giả biết lửa xanh và lửa đỏ cái nào tốt hơn? Theo phương diện lý thuyết của em đã được học cũng như là những nhà khoa học đã nghiên cứu cũng như là những gì em đã được hưởng thụ từ tri thức thì em nghĩ hai cái đó như nhau. Cái gì mà trớt quốc vậy em? Mà anh Ngọc biết không anh Ngọc, lửa xanh á là khi chúng ta bật lửa lên á, lửa nó sẽ tập trung vào đáy nồi làm cho món ăn của mình hơn là chín nhanh hơn là còn ngon hơn đó, đúng không anh? Chính xác rồi. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với chương trình đi nha. Đó chính là một phần vô cùng quan trọng đó Hồng Loan. Chúng ta sẽ công bố những khán giả may mắn nhận giải đúng không nào? Đúng rồi, bây giờ Hồng Loan xin được chúc mừng vị khán giả may mắn đã đạt giải nhì của phiên đấu giá ngày hôm qua. Hồng Loan xin được chúc mừng vị khán giả may mắn đã đạt giải nhất của chương trình.
vị khán giả thân mến, quý vị cũng đừng quên là mã sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta là gì nha. Đó chính là SH1. Hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là DGMM, khoảng cách SH1, khoảng cách Y gửi về tổng đài 7339. Mỗi tin nhắn chỉ có 3.000 đồng mà thôi, nhưng mà mỗi lượt đấu giá tối thiểu sẽ phải là 100.000 đồng, không được vượt quá giá trị sản phẩm ngày hôm nay, đó là 3.290.000 đồng. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nha. Chương trình đấu giá may mắn sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ hàng ngày trên kênh HTV7 và sẽ được phát lại vào lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày cũng trên kênh HTV7. Quý vị cũng lưu ý là riêng thứ bảy và chủ nhật, đấu giá may mắn sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 40. Nếu mà quý vị có bỏ lỡ một số phát sóng nào của đấu giá may mắn thì cũng đừng lo ạ. Chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube của chương trình ở địa chỉ là đấu giá may mắn quý vị nha. Sau khi xem rồi thì hãy nhớ nhấn nút subscribe quý vị nha. Và bây giờ Hồng Loan xin được bật mí sản phẩm ngày mai. Xem lại kết quả chương trình cũng như là lịch đấu giá, các bạn chỉ cần truy cập vào website đấugiamaymắn.vn hoặc có thể gửi email về địa chỉ đấugiamaymắn@dienquan.com. Ngoài ra còn có thể gọi điện đến hotline 0914 288 081 nữa nha. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Hãy nhanh tay nhắn tin gửi ngay về tổng đài 7339. Minh Ngọc và Hồng Loan mong rằng quý vị sẽ là khán giả may mắn của ngày hôm nay, sở hữu giải thưởng đặc biệt này quý vị nha. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.